Từ nguồn ủy thác của nhà nước theo nghị quyết 06 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thời gian qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả thông qua vốn vay, từ đó nhân lên nhiều hạt nhân cho phong trào giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Phóng sự được thực hiện tại huyện Mường Khương. Sau khoảng 4 đến 5 tháng nữa, vườn quýt này sẽ lại cho gia đình anh Chấu Xeo Tỉn ở thôn Xín Trải A, xã Tả Ngài Trồ, thu ít nhất 50 triệu đồng như mọi năm. Tự tin như vậy bởi sau khi vay được 70 triệu đồng từ nguồn vốn theo nghị quyết 06 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, anh đã dành một phần để cải tạo, đảm bảo 2.000 gốc quýt của gia đình lúc nào cũng sung sức. Tôi phải trồng thêm, thì nó cây này già mình phá đi thì cây con cây nhỏ kia nó lại phát triển lên, nó mới có lúc nào cũng có quýt. Một ít thì tôi cũng để đầu tư để chăn nuôi, với lại một cái là tôi cũng chạy xe nữa. Tổng thu nhập một năm là tôi cũng có được 200 triệu. Ngoài gia đình anh Tỉn, hiện nay xã Tà Ngày Trồ còn có 32 hộ khác cũng được vay hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn nghị quyết 06 để phát triển kinh tế. Địa phương đang rất kỳ vọng những mô hình này sẽ trở thành những hạt nhân tạo sức lan tỏa giúp bà con nhân dân trên địa bàn cùng nâng cao được thu nhập để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2025. Địa phương thì cũng sẽ vận dụng các hộ đấy để tuyên truyền cho bà con địa phương, dần dần sẽ mở rộng và để tăng cái thu nhập cho hộ gia đình cũng như là cái lộ trình xây dựng nông thôn mới. Huyện Mường Khương có 10 xã nằm trong diện được thụ hưởng nguồn vốn theo nghị quyết 06 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021, đã có 256 lượt hộ trên địa bàn được vay vốn, với trung bình mức vay là 52,4 triệu đồng. Trong quá trình triển khai cho vay, thì chúng tôi cũng tập trung vào những đối tượng mà có cái khả năng sử dụng vốn tốt, có những cái dự án có hiệu quả, chúng tôi sẽ đầu tư vào để qua đó là người dân cũng sẽ có thêm một cái nguồn vốn để sản xuất, để tạo thành một cái mô hình, tạo cái tính lan tỏa ở trong địa phương đó. Bên cạnh sự chủ động của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, thì các huyện, thị xã và các sở ngành cũng cần xem xét, kịp thời cân đối nguồn lực, đảm bảo nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết 06 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn.